Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bị bao vây, tập cuống cuồng kêu gọi sẵn sàng chiến đấu. Khi tới thăm một căn cứ quân sự ở tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 13 tháng 10 năm 2020 đã kêu gọi binh sĩ dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Hãng thông tấn CNN cũng đưa tin dẫn lại thông tin của Tân Hoa Xã như vậy. Trong cuộc thị sát lực lượng thủy quân lục chiến quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, ông Tập đã nói với các binh sĩ rằng họ phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và kêu gọi họ tuyệt đối trung thành, tuyệt đối trong sáng và tuyệt đối đáng tin cậy. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên trái phát biểu trong một lần thăm các binh sĩ Trung Quốc. Theo hãng thông tấn CNN của Mỹ, mục đích chính của chuyến thăm của ông Tập là có bài phát biểu vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, nhân 40 năm ngày thành lập đặc khu kinh tế Shenzhen năm 1980 để thu hút đầu tư từ nước ngoài. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã dẫn lời ông Tập nói thêm với các binh sĩ thủy quân lục chiến rằng họ nên gánh vác trách nhiệm quan trọng để bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, quyền lợi hàng hải cũng như các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc. Tờ báo của Hồng Kông cũng cho rằng lời kêu gọi này dường như là nhắm tới vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Tin cho hay, chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa eo biển Đài Loan cũng như trên Biển Đông và trong đó có cả với Việt Nam. Và Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực nếu cần. Mới đây, hãng truyền thông Reuters cũng dẫn lời nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đã báo cáo Quốc hội Mỹ về kế hoạch bán nhiều vũ khí hiện đại cho Đài Loan như pháo phản lực tầm xa HIMARS hoặc tên lửa không đối đất tầm xa SLAM AR, máy bay không người lái MQ-9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vào ngày 13 tháng 10 nói việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan cũng gây tổn hại an ninh và chủ quyền Trung Quốc. Ông Triệu cảnh báo Trung Quốc sẽ phản ứng cần thiết để tùy theo tình hình và kêu gọi Mỹ hủy các hợp đồng ngay lập tức. Tàu chiến Mỹ cũng đã đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc cũng tố cáo Mỹ làm tổn hại hòa bình. Một ngày sau khi Hải quân Mỹ thông báo một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc vào hôm 15 tháng 10 năm 2020 đã tố cáo Washington có hành động khiêu khích, làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Perry đã tiến hành một hoạt động thường lệ vào ngày 14 tháng 10 ở eo biển Đài Loan, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trên trang web, hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương còn khẳng định việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan chứng minh cam kết của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là hình ảnh tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Perry băng qua eo biển Đài Loan ngày 14 tháng 10 năm 2020. Bức ảnh này do Hải quân Mỹ cung cấp. Ông Trương Xuân Huy, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của quân đội Trung Quốc cho biết, quân đội Trung Quốc đã theo dõi và giám sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Perry khi con tàu này đang thực hiện một chuyến đi mà Hải quân Mỹ mô tả là quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan và phù hợp với luật pháp quốc tế trong ngày 14 tháng 10. Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh của nước này và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết để thống nhất hòn đảo. Trái lại, Mỹ cũng tăng cường ủng hộ Đài Loan dạo gần đây và mới đây nhất, Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội Mỹ kế hoạch bán các vũ khí rất cao cấp cho Đài Loan với tổng doanh thu từ các thương vụ là khoảng 5 tỷ đô la, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Nhà Trắng thông báo với Quốc hội ý định bán máy bay không người lái MQ-9 do hãng Canara Atomics sản xuất sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng các quy định liên quan đến Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa để thực hiện kế hoạch bán nhiều máy bay không người lái hơn cho nhiều quốc gia. Trước đó, Nhà Trắng đưa ra một thông báo khác tới Quốc hội trong ngày 13 tháng 10 về ý định đẩy mạnh hợp đồng vũ khí rất cao cấp cho Đài Loan, trong đó nhắc đến tên lửa chống hạm trên đất liền Harpoon do Boeing sản xuất. Một nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã thông báo ý định bán khoảng 100 tên lửa trị giá khoảng 2 tỷ đô la cho nước này. Ngoài ra, Nhà Trắng còn đề cập đến kế hoạch bán các vũ khí khác như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Lockheed Martin hoặc tên lửa không đối đất SLAM AR do Boeing phát triển và hệ thống cảm biến lắp ngoài cho phản lực F-16. Đây là hình ảnh
tên lửa không đối đất tầm xa SLAM AE Mỹ dự định bán cho Đài Loan được đánh giá là tên lửa có độ chính xác cao nhất của Mỹ. Ông Trương cũng nói rằng Mỹ nên ngừng những lời lẽ và hành động mang tính khiêu khích ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Trương cũng nêu rằng quân đội Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này cũng như quy duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Trước đó, Hải quân Mỹ cho biết chuyến đi của tàu USS Perry qua eo biển Đài Loan là minh chứng cho cam kết của Mỹ với một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, Hải quân Mỹ cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tàu và máy bay hoạt động ở bất cứ đâu miễn trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế. Phía Đài Loan cũng cho hay đã nắm thông tin về hành trình của tàu khu trục USS Perry và không phát hiện các hoạt động bất thường nào. Đây là chuyến đi thứ 10 như vậy của một tàu Hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Cố vấn an ninh Mỹ dự đoán thời điểm Trung Quốc đủ sức tấn công Đài Loan. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien mới đây đã kêu gọi Đài Loan tăng cường khả năng quân sự để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc. Dự đoán Bắc Kinh sẽ đạt khả năng này trong vòng 10-15 năm tới. Phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen của Mỹ vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, ông O'Brien cảnh báo một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Trung Quốc nhắm vào Đài Loan sẽ có sức hủy diệt rất lớn. Theo hãng tin AFP, ông cho rằng Trung Quốc cũng có thể tiến hành cuộc đổ bộ tấn công Đài Loan, nhưng hiện chưa đạt được khả năng này. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể tiến hành các hoạt động vùng xám như cấm vận, quấy rối và những hoạt động khác nhằm dọa dẫm Đài Loan nếu Đài Bắc không tăng cường khả năng phòng thủ, theo ông O'Brien. Đây là hình ảnh một máy bay săn ngầm thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan vào tối ngày 15 tháng 10 năm 2020, đánh dấu lần thứ 18 trong vòng một tháng máy bay quân sự của Trung Quốc đi vào khu vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Cố vấn an ninh quốc gia O'Brien cho rằng Đài Loan cần bắt đầu chiến lược bất đối xứng và phong tỏa, chống tiếp cận, củng cố khả năng phòng thủ theo cách có thể để ngăn chặn Bắc Kinh tiến hành bất kỳ cuộc tấn công đổ bộ hoặc hoạt động vùng xám nhằm chống lại Đài Bắc. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc cũng gia tăng sức ép lên Đài Loan, điều chiến đấu cơ và máy bay giám sát các vùng nhận diện phòng không thuộc vùng lãnh thổ này. Mới đây, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin quân đội Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn phong tỏa cuộc tấn công đổ bộ Đài Loan trong kỳ nghỉ lễ song thập mùng 10 tháng 10. Dù Trung Quốc có số lượng lớn tên lửa nhắm vào Đài Loan, cố vấn O'Brien cho hay ông không nghĩ rằng Bắc Kinh hiện nay muốn tấn công Đài Loan vì nếu làm điều này, Trung Quốc sẽ bị cộng đồng quốc tế xa lánh. Ông lưu ý rằng Trung Quốc đang phát triển hải quân một cách ồ ạt, nhưng trong vòng 10-15 năm nữa mới đủ sức tấn công Đài Loan, theo hãng tin AFP chia sẻ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 với bản tin bị bao vây, Tập Cảnh Bình cuống cuồng kêu gọi sẵn sàng chiến đấu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.